Ok, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với kênh Red Game Mobile của mình. Và anh em sẽ đến với con game kho báu truyền thuyết ở bên server Âu nha anh em nhé. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em một vài cái trận đánh của một cái team cho những anh em nào mà đam mê hải tặc ở trong con game One Piece và trong truyện One Piece nha anh em nhé. Thì đây, trận đánh ngày hôm nay đến từ một người chơi ở bên server là 265. 265 bên server Âu anh em ạ, Grotoni. Và bạn này, đây anh em có thể thấy là VIP 12 và là một người chơi cũng rất là đam mê cái dòng hải tặc luôn. Anh em có thể thấy là team bạn ý hiện nay đấy, đang sử dụng một con tướng tank Luffy Z4, hiện nay đã bùi full kỹ năng SP là level 16 rồi. Và tiếp theo nữa là em tướng Onikit. Onikit này là phiên bản là tướng UR nha anh em nhé, và cũng full kỹ năng SP rồi. Đấy là con tướng thứ hai. Và con tướng thứ ba hiện nay thì cũng có lâu, nhưng tuy nhiên là lâu này thì chỉ là lâu thường thôi, thuộc dòng hải tặc thôi. Đấy, hiện nay thì con này kỹ năng SP hiện nay đang level 7 thôi anh em ạ. Em tướng tiếp theo là em tướng Nami anh em ơi. Đấy, Nami. Hiện nay Nami của chúng ta thì kỹ năng SP hiện nay cũng đang level 7 này. Và em tướng cuối cùng đó chính là em tướng là Nico Robin phiên bản UR nhá. Và Nico Robin hiện nay thì kỹ năng SP của chúng ta thì đang level 14 rồi anh em ạ, chỉ thiếu hai viên đá đỏ nữa này thì con này nó sẽ lên SP là 16 thôi. Và lực chiến team của bạn ấy hiện nay là 4.810.000 anh em ơi, full 5 con thuộc dòng hải tặc luôn. Rồi ok, bây giờ thì sẽ cùng đến với cái con đường đi đến trận chung kết của bạn ấy nhá. Thì đầu tiên là cái trận số 1 thì gặp người chơi nha, và 16 này thì mình sẽ không gửi tới anh em nữa. Kể cả cái trận thứ hai là trận với người chơi level 114 này cũng thua kém rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến cái đối thủ tranh ngôi đầu bảng A. Đây. Gọi là Zoroema đi nhỉ, Nid này. Nidda này 87 này, Nidda 87 thì hiện nay lực chiến team của bạn ấy là chỉ có 3.370.000 thôi. Và team bạn ấy thì có một em tướng Zoroema này, có một em tướng Nikanufi 8 sao này, Wano Nufi. Đấy. Và búp máu Crocus và kết hợp là em tướng Silver Rayleigh. Ok, bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu đầu tiên là trận tranh ngôi đầu bảng A nhé. Anh em có thể thấy là Robin chân rất là nuột luôn anh em ạ. Đấy, chân dài miên man luôn. Anh em nhìn được từ gọi là chân đến hông luôn anh em ạ. Nét là nẹt luôn. Đấy, đây là kỹ năng 1 của Nico Robin này, tấn công theo hàng dọc anh em ạ. Đấy, sử dụng năng lực của trái ác quỷ thế sau đó là hình thành nên những bàn tay và tấn công theo hàng dọc. Và hiện nay thì em tướng Nico Robin đã được làm lại đối với cái skill 3, tức là cái ulti của em Nico Robin anh em ạ. Trước đó thì đối với cái ulti của Nico Robin thì cái gương mặt của Nico Robin thì nó vẫn chưa là được bọc cái màu đen. Thì hiện nay ulti mới nhất của Nico Robin thì đã được bọc màu đen rồi. Đấy, còn đây là ulti của em tướng Nami. Thật sự là Nami với cái vòng 1 cực khổ luôn anh em ạ. Đấy, còn đây là ulti của Nico Robin này, 5.500.000 sát thương. Đấy, anh em thấy chưa? Nico Robin là một em tướng trong dòng hải tặc hiện nay có cái lượng sát thương cũng cực kỳ ổn định. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, cùng với Onikit luôn anh em ạ. Thì đấy là cái trận đấu đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận bán kết 1 nhá. Trận bán kết 1 thì đối thủ của bạn ấy là bạn J-Hope. J-Hope VIP 9 và lực chiến. Đây, 4.2 và một điểm đặc biệt của team của người chơi J-Hope, anh em có thể thấy là cũng là một người chơi đam mê. Đấy, One Piece nhưng mà lại One đam mê gọi là bên chính nghĩa, tức là bên hải quân cơ. Đây, team này bạn ý đang sử dụng một em tướng tank là Sengoku. Sengoku thì SP 4 thôi. Tiếp theo là tướng đam sát thương, đó là em tướng Kuzan. Kuzan hiện nay kỹ năng SP thì đang level 9 này. Tiếp theo Fujitora anh em ơi, Fujitora full kỹ năng SP luôn này, rất là chất lượng luôn. Một người chơi chơi em tướng Fujitora đô đốc mù, chắc là rất là kết em đô đốc mù rồi. Full SP này. Tiếp theo là em tướng Búp Zephy. Zephy hiện nay thì chưa có kỹ năng SP. Và em tướng cuối cùng ở trong team bạn ý, đó là em tướng Herogap, anh hùng hải quân Herogap, là full kỹ năng SP, nhà vào 16. Team bạn này thì mình nghĩ là khi mà đưa vào đam bot anh em ạ, đặc biệt là những cái đam bot đa, thì với sự kết hợp của Herogap và sự kết hợp cùng với em tướng Fujitora thì chắc chắn là đam bot sẽ rất là tuyệt vời luôn. Và kể cả có Zephy búp công nữa, xem nào. Đây, hiện nay Zephy búp 30% công thì chắc chắn sẽ rất là ok luôn. Bây giờ sẽ cùng đến với cái trận đấu bán kết 1 này nhá anh em nhá, để xem Nico Robin của chúng ta. Đây là hai phe luôn, một team hải tặc và một team hải quân luôn, hai phe đánh nhau luôn anh em ạ. Và phần thắng ở trong cái trận đánh này thì chúng ta thấy là phần thắng thuộc về team của hải tặc anh em ơi. Ok, đấy, như vậy là 835.000 đến từ kỹ năng 1 của em tướng Nami của chúng ta. Và Nami của chúng ta thì có cái tích lôi điện này. Đấy, hiện nay đang tích được level 4 rồi anh em ạ.
Ok, đây là ulti của Onikit, rất là đẹp luôn anh em ạ, rất là sắc nét và rất là đẹp luôn. Ấy 9 triệu 2 sát thương luôn anh em ơi. Mặc dù là hai team này, một team là 4 triệu 8 và một team là 4 triệu 2, như vậy là chênh nhau khoảng 600 nghìn đồng chiến, nhưng mà anh em có thể thấy là con tướng Onikit vừa rồi đấy, nó gây một cái lượng sát thương cực kỳ khủng luôn anh em ạ, 9 triệu 2. Đấy, rất là chất lượng luôn. 1 triệu 9 sát thương đến từ vị trí ulti của em tướng Nico Robin của chúng ta anh em ạ. Nico Robin thì khả năng sẽ không có phiên bản UR, bởi vì hiện nay thì đang là ở trong cái phiên bản ở trong cái phần One Oak Quốc rồi anh em ạ, nên khả năng sẽ không có phiên bản Nami phiên bản UR. Đấy, còn đây là ulti của Nico, bao nhiêu? 3 triệu 4 sát thương anh em ạ, và không có cái pha liên kích đấy, đến từ vị trí ulti của Nico Robin của chúng ta. Và chúng ta cũng chưa được thấy là cái nội tại đấy, phản sát thương phản kích đến từ vị trí của Nico Robin, bởi vì Nico Robin nó phải nhận một cái lượng sát thương, sau đó nó gắn được cái ấn Grotomy của nó, cái một cái ấn, thế sau đó là tiếp tục nhận sát thương thì nó mới có thể phản kích được anh em ạ. Nhưng tuy nhiên đây, hai não đại của chúng ta đúng không đấy, trận tiếp theo anh em sẽ cùng thấy nhá. Ở đây thì Onikit này 12 triệu sát thương luôn, rất là khủng luôn, và em tướng Nico Robin là 8 triệu 690 nghìn. Đấy, nếu anh em nào mà đam mê thuộc dòng hải tặc thì hôm nay anh em có thể chơi là Luffy Zephyr, rồi Onikit này, Nico Robin này. Đấy, ngoài ra thì chơi tiếp hải tặc nữa, anh em có thể chơi Zoroenma và Sanji Steel Black cũng được anh em ơi. Rồi, đấy là trận bán kết 1 nhá. Tiếp theo, đối với trận chung kết của chúng ta thì team của người chơi chung kết thì VIP 9 Lealek Blossom này, 4 triệu 280 nghìn. Tuy nhiên team bạn này thì đã có những cái điểm mới hơn, một là tanh Edward review này, thứ hai là em tướng Katakuri thì hiện nay thì kỹ năng SP đang level 7 này. Rồi tiếp theo là em tướng Sabo của bạn ý thì 11 sao SP1. Con tướng tiếp theo nữa siêu búp là Wanomako thì hiện nay chỉ có 11 sao thôi. Và em tướng cuối cùng ở trong team của bạn ý là có em tướng là Young Rainen anh em ạ, kỹ năng SP là level 15 này, cũng gần full rồi, chỉ còn một viên đá đỏ nữa thôi. Ok, bây giờ sẽ cùng đến với trận đánh này. Trận đánh này thì gần như anh em có thể thấy là team của hải tặc đấu với team của tứ hoàng đi, bởi vì có 3 tứ hoàng rồi, và trong đó còn một còn một thằng Edward review là con nhận của dâu trắng, và chỉ có duy nhất là Sabo thuộc dòng quân cách mạng rồi anh em ạ. Như vậy là sau đòn tấn công của Onikit thì em tướng Wanomako của chúng ta đã buộc phải bật khiên miễn dịch cho bản thân nó và em tướng Katakuri rồi. 1 triệu 4 sát thương, kỹ năng 1 của Sabo anh em ạ. Rất là ok luôn. Không biết là trong thời gian tới bên dòng hải tặc sẽ ra các con tướng nào, ví dụ như là cái hai cái ông vua ngày và vua đêm, gọi là vua chó và vua mèo của cái tộc Min, thì ở trong con game là One Piece Burning Wheel thì đã ra rồi, nên là rất có thể là sẽ tiếp tục là ra ở bên con game kho báu truyền thuyết anh em ạ. 3 triệu rưỡi sát thương này, đoàn ulti của Robin anh em thấy là rất là đẹp luôn đúng không, khi mà bắt đầu đấy, vận dụng cái năng lực trái ác quỷ thì có cái hình Nico Robin, sau đó là hóa thân thành ác quỷ, nhìn trông rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. 5 triệu 4 sát thương này. Và một điểm mà ở đây vừa nãy mình đang định nói đó là anh em có thể thấy là được hai cặp chân rất là dài của hai chị đại. Đấy, chị đại Nico Robin và chị đại Nami đúng không? Đều được thiết kế gọi là giống giống nhau, đó là mặc một cái kiểu trang phục áo kimono, nhưng áo gọi là áo dài hơn một chút, thế sau đó là kéo đến đùi nhưng lại được xẻ hai bên. Đấy, nhìn hết cặp chân luôn anh em ạ. Ok. Như vậy là hiện nay còn Young Ray và còn Marco. Đấy, không biết là Marco sẽ búp và gọi là giữ cho Young Ray là sống được đến bao giờ. Nhưng anh em có thể thấy là Young Ray đấy rất đặc trưng luôn đúng không? Hiện nay anh em nhìn thấy, anh em có thể đếm được vô số các hiệu ứng búp, nào là búp công này, búp sát thương này, búp miễn giảm sát thương này, rồi búp hút máu này, búp miễn nhiễm hiệu ứng để búp này, rồi miễn nhiễm hiệu ứng khống chế tập thể, anh em thấy chưa? Nhìn rất là nhiều luôn, 4 này, 2, 4, 5, 20 cái hiệu ứng búp luôn, trừ mỗi một cái hiệu ứng là dao gamma của con tướng là lau hải tặc gắn cho Young Rainen, còn lại là hiện nay là còn 19 cái búp, rất là tuyệt vời luôn, đến từ vị trí của Young Rainen luôn anh em ạ. Một em hot tướng và trường tồn theo thời gian luôn, đến thời điểm hiện tại đấy, thuộc dòng tứ hoàng đấy, không phải là cái dòng gọi là ngon nhất, bởi vì ngon nhất này thì vẫn là cái dòng là dòng tướng truyền kỳ, nhưng mà tuy nhiên là em tướng Young Ray thì thật sự là thể hiện thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đến tận bây giờ mình thấy vẫn là quá tuyệt vời luôn, chưa thấy con nào gọi là
phải vượt trội, gọi là trội hẳn hơn so với Young Ray anh em ạ. Kể cả sư tử vàng Siki thì cũng gọi là 1-9-1-10 so với Young Ray thôi, chứ chưa thể gọi là vượt mặt được ở Young Ray được. Đấy, Nami của chúng ta này, chị đại Nami. Đấy, thật sự là có một cái vòng một rất là tuyệt vời luôn. Đối với anh em người chơi mà như kiểu gọi là nam người chơi như mình thì thực sự là rất là kết luôn. Đấy, còn những người chơi nào là nữ thì khả năng là khá là ghen tị đối với cái vòng một của chị đại Nami đấy anh em ạ. 4.3 triệu sát thương, và như vậy là sau hai lần liên kích đòn ulti của Nico Robin thì Young Ray đã lên được và tiếp tục 1.1 triệu sát thương đến từ vị trí của Luffy Zephyr. Và anh em thấy chưa, ui rồi ôi, chân dài miên man luôn anh em ạ. Nếu như này mà ở ngoài đời thì khả năng là đi thi hoa hậu cũng được anh em ạ, không nuốt mũi đốt luôn. Ok, đấy như vậy là cái trận đấu chung kết và của cái team full hải tặc. Đây anh em cùng xem lại một team full hải tặc của Grotomy. Đấy, đã kết thúc và mình sẽ gửi luôn anh em cái trận bán kết 2 luôn nhá. Đây, trận bán kết 2 đi mặt theo lực chiến là 4.400.000, tuy nhiên lại thua đối với team của người chơi đầu người chơi Lelec Blossom 4.280.000 này. Đây, đi mặt theo của chúng ta thì team full 5 con tướng thuộc dòng tứ hoàng Raylan này, Katakuri này, Big Mom này, Marco Bub và Nikanufi. Mà trong khi đó Nikanufi thì ở đây SP 15 này, rất là tuyệt vời luôn. Marco cũng full SP bao nhiêu đây? SP 13 này. Đấy, Big Mom của chúng ta là SP 7 này. Katakuri thì SP 4 này, và con tướng cuối cùng đó là Raylan thì chưa SP, nhưng tuy nhiên lại thua cái team của Lelec Blossom, khả năng là vẫn sẽ là em tướng Young Raylan sẽ là em tướng định đoạt trận đấu anh em ạ. Và có một cái điểm hơn nữa, à cũng không phải, bởi vì hiện nay là con tướng là Sabo của chúng ta thì mới chỉ có hai hệ thôi, hai hệ tứ hoàng và hệ thất vũ hải thì sẽ không búp được cái nội tại, cái kỹ năng 4 của con tướng Sabo được anh em ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng xem là sự thể hiện của em tướng nào. Nhưng phải đến 99% chắc là mình đoán sẽ là em tướng Young Raylan của chúng ta thôi. Đấy, 3.1 triệu sát thương đến từ vị trí của Nikalufi. Và vừa rồi, đấy, Raylan già đã xỉa, đấy, gọi là chọc tiết cho Raylan trẻ. Ôi, 10 triệu này, 10 triệu 400 nghìn sát thương và hồi 5 triệu máu là phải bật cái nội tại bất tử lên rồi. Đấy, nhưng mà sau đó thì có một pha gọi là ăn miếng trả miếng đến từ vị trí của Young Ray với 10 triệu sát thương. Cực khủng luôn anh em ạ. Và tiễn luôn hai con tướng team của người chơi bên phải, team bên phải lên đường anh em ơi, của người chơi đi mát theo lên đường. Quá là tuyệt vời và quá là chất lượng đến từ vị trí của Young Ray luôn. Lượng sát thương của Young Ray mình thấy là cực kỳ là ổn định luôn anh em ạ. Nó không trồi sụt như một số con tướng là có trận hay có trận dở, mà mình thấy Young Ray thì rất là ổn định luôn. Đấy, khi mà PK với những team là ngang được chiến đấy, hoặc là hơn được chiến thì cái lượng sát thương lúc nào nó cũng ổn định là 3-4-5 triệu anh em ạ, 2-3-4-5 triệu. Đấy, còn lại mà khi gặp những team được chiến nó đuối hơn thì có khi là lên là 8 triệu, 10 triệu, 12 triệu cơ, rất là khủng luôn. Đấy, 4 triệu sát thương đến từ cái kỹ năng một, tiếp tục liên kích 1.5 triệu lên đường. À, rồi một tiết đã lên đường, Big Mom của chúng ta đã lên đường rồi anh em ơi. Và bây giờ chỉ còn cặp đôi Nikanufi và Wano Marco siêu úp. Cả hai em bên này thì có một cái điểm đặc biệt, đó là hai em này thì đều được nâng full 11 SP 11 sao, sau đó mới dùng đá để nâng tiếp. Đấy, nên là hai cái vòng xoáy ở dưới chân là đặc trưng của những cái em tướng mà được nâng đấy, full SP 11 sao đấy, được nâng lên nhé bằng thực lực chứ không nâng lên bằng các cái viên đá anh em ạ. Trận đấu đi bước sang turn 4 thì khả năng là sẽ chỉ kết thúc ở turn thứ 6 thôi, khi mà Young Ray là xả kỹ năng ulti thì chắc chắn là sẽ lên được. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy là đòn đánh thường của Nikanufi nha anh em nhá. Ồ, 1.8 triệu sát thương kìa. Vẫn phải chờ đến những cái pha ulti anh em ạ. Rồi, như vậy hiện nay thì Nikanufi đang có một cái dấu ấn, cái dấu ấn mà hình trái tim ấy với có hai cái cánh, đấy là cái dấu ấn là Nasten của em tướng Nikanufi, nó sẽ đỡ được một lần sát thương chí mạng anh em ạ. Rồi, như vậy là vừa rồi cái pha ulti của Young Ray thì không có liên kích và cái lượng sát thương chỉ khoảng 2.5 triệu thôi. Như vậy thì vẫn chưa thể kết thúc được cái turn ở cái trận đấu này ở turn thứ 6 anh em ạ. Và tiếp tục là những cái pha giằng co. Rồi, vừa rồi là ulti của
Katakuri, và như vậy thì em tướng Nika Luffy của chúng ta thì đang dính cái hiệu ứng Desolation của Young Rainet, và Luffy thì sẽ hiện nay sẽ không thể nhận khiên miễn dịch và cũng không thể hồi máu. Nào, ulti nào, 1.8 triệu sát thương và không có hồi máu bởi vì vẫn đang bị dính ấn Desolation anh em ơi. Rồi, như vậy là sư phụ đã tiễn đệ tử lên đường rồi. Young Ray đã tiễn Nika Luffy lên đường rồi, và bây giờ thì chúng ta còn một mình Wano Marco thôi. Trận đấu bước sang turn thứ 8. Turn thứ 8 thì các em tướng sử dụng kỹ năng đánh thường nên là chắc chắn là đến 99,9% là không thể kết thúc ở trong cái turn thứ 8 này được, mà phải kết thúc ở trong turn 9 hoặc là turn 10 khi mà sử dụng kỹ năng 1 và kỹ năng ulti gây anh em ạ. Ok. Anh em, nếu anh em nào để ý vừa rồi em tướng Edward Review là mới sử dụng một cái kỹ năng đánh thường nhưng mà đồng thời là có gắn được cái dấu ấn là khiêu khích cho con tướng Wano Marco, thì bởi vì là trong cái rune và haki của con tướng Edward Review thì mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ có mang một cái hiệu ứng là khiêu khích, có phần trăm tạo hiệu ứng khiêu khích anh em ạ. Nên là những cái con tướng mà trong cái kỹ năng của nó nhá, có cái khiêu khích hoặc có làm chậm đấy, thì anh em vẫn có thể anh em bui cái rune hoặc haki khiêu khích và làm chậm bình thường đấy, để các cái kỹ năng khác, và kể cả trong cái kỹ năng đó nó vẫn có cái phần trăm là gắn cái dấu ấn đó nhá. Đấy, điển hình như em tướng Luffy Zephyr, nếu trong kỹ năng 1 đấy thì nếu như không giảm tốc thì nó sẽ gây choáng, và nếu không gây choáng thì giảm tốc, thì anh em vẫn bui rune và haki giảm tốc, thì ví dụ là khi mà nó gây choáng của tướng đối phương thì nó sẽ vẫn có phần trăm là giảm tốc. Ok, như vậy là trận đánh này mặc team của người chơi là Lelec Prosen, mặc dù là lực chiến thấp hơn khoảng 200.000 lực chiến đấy, nhưng mà với cái sự xuất sắc của em tướng Young Ray là MBV là 31.450.000 sát thương thì đã xuất sắc là đi đến trận chung kết. Tuy nhiên là trận chung kết thì gặp Nico Robin và chị Đại Nami thì quá là ok luôn đấy, nên là đành phải về nhì anh em ạ. Rồi, ok, video ngày hôm nay thì kết thúc đây anh em nhé. Anh em sẽ cùng chờ đón cái buổi chiều ngày hôm nay thì tiếp tục đến với con boss số 4 của ngày thứ 5. Và mình đã check rồi, đó chính là em boss Crocodile phiên bản sau time skip anh em nhé. Ok, xin chào anh em nhé.